huấn luyện viên tuyển Iraq đáp trả ông Shin Tae-yong. Ông Jisut Kasak khẳng định tuyển Iraq thắng Indonesia hôm 15 tháng 1 nhờ màn trình diễn và khả năng kiểm soát trận đấu. Tôi tôn trọng phản ứng của huấn luyện viên tuyển Indonesia, nhưng chúng tôi thắng nhờ màn trình diễn và khả năng kiểm soát trận đấu, chứ không phải như những gì ông ấy, Shin Tae-yong, phóng viên, nói. Huấn luyện viên Kasak nói sau trận Iraq thắng Indonesia 3-1. Ở loạt trận đầu tiên vòng bảng ASEAN Cup 2023, Iraq có bàn nâng tỷ số lên 2-1 gây tranh cãi. Phút 45-7, Osama Rashid tận dụng pha đẩy bóng ra của thủ môn Hernando Ari để đệm tung lưới Indonesia, nâng tỷ số lên 2-1. Ngay trước khi Rashid ghi bàn, thủ thành Indonesia cản cú sút cận thành của Muhammad Ali. Ở tình huống này, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng Iraq phải bị thổi phạt việt vị bởi số 10 bên phía Iraq nhận bóng ở vị trí việt vị. Song, tổ trọng tài xác định Osama Rashid không chạm bóng ở tình huống ngoài người, đồng nghĩa với việc Muhammad Ali không việt vị. Chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục phản ứng với các trọng tài bên ngoài đường biên, trong và sau khi kết thúc trận đấu. Tiến vào phòng họp báo, thuyền trưởng Indonesia cũng phát biểu, tôi muốn nhấn mạnh về bàn thứ hai của Iraq. Chúng tôi không thể chấp nhận được điều đó. Pha bóng này 100% việt vị. Thuyền trưởng Indonesia cho rằng nếu bàn thắng thứ hai của Iraq không được công nhận, kịch bản trận đấu cuối cùng đã khác. Sau bàn thua đầy tranh cãi, Indonesia mất tinh thần trong hiệp 2 và thủng lưới thêm lần nữa ở phút 75. Trưởng đoàn bóng đá Indonesia ở ASEAN Cup 2023, Henry Irawan, cũng xác nhận họ gửi đơn kiến nghị lên AFC về bàn thắng thứ hai của Iraq. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kasak khẳng định các trọng tài đã làm đúng, tôi nghĩ trọng tài công bằng và nhận định của họ trong trận đấu không có gì sai. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết đây mới là trận đấu đầu tiên của Iraq ở giải và áp lực cho toàn đội khá lớn. Thắng Indonesia quan trọng, nhưng ngay từ ngày mai chúng tôi phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu Nhật Bản, huấn luyện viên trưởng Iraq tuyên bố. Nhật Bản là đội khó đối đầu nhất ở bảng đấu dựa vào các kết quả và chất lượng đội hình của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.